Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hugo Quỳnh. Hôm nay Hugo sẽ cùng các bạn tiếp tục vượt cái chương chính của cái cổng biên giới. Năm chương chính thử thách. Ở đây nó có con quái tuyết. Con này thì nó thuộc nhóm lính biên phòng. Lính biên phòng. Một bầy lính biên phòng không các bạn ơi. Mình yêu cầu là phá hủy thành trì địch hả? Mình bỏ con này ra đi. Mình phá hủy thành trì thì mình sẽ đem một cái đội chiến xa theo. Rồi, triển khai. Oh my god. À, đá nè. Giờ Huga có cái tháp điện quang rồi, Huga hết sợ gì ạ. Huga chuẩn bị hack game đây. Ôi con thỏ ăn cỏ nè. Con thỏ củ cà gót. Con thỏ củ cà gót. Ơi một bầy thỏ thì có một bầy cà gót luôn. Một con thỏ thì mình chỉ cần cho nó ăn cái củ cà gót là nó im ru luôn. Mày hả thỏ. Đây 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 đây, từ 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 từ. Tao có sẵn cơn mưa tên cho tụi mày. Nè. Cơn mưa tên là dành riêng cho tụi mày á. Thỏ hả. Rồi bây giờ Huga cần đồ quả xa để phá mấy cái trụ đá này nè. Chết tụi mày nè, tháp đá nè. Ăn đá đi thỏ, cho thỏ cặp đá đi. Rồi, thỏ sang đại bàng. Ở sân đại bạc mày hả? Rồi Steely Billy, có những con tướng của tao là có thể diệt tụi mày rất là nhanh gọn lẹ luôn. Trời, lại một bầy thỏ nữa. Cái thành này nó nuôi toàn là thỏ không à tơi. Rồi Huga cần đồ quá xa, Huga phá hủy cái trụ đá này nè. Nó còn cái trụ đá đây với hai trụ bên trong này nữa. Thỏ chết mày nè thỏ ơi. Đợi thợ săn đại bàng. Stella. Mình lấy con tướng ra mình trừng trị tụi nó. Chưa. Nó toàn là chơi T1 để nó làm giảm cái chú ý, tầm chú ý của mình không. Hấp đá. Thỏ thì nó gặm đá ghê lắm các bạn. Nó gặm mà gãy cục đá luôn. Rồi đầu quá xa. Rồi bây giờ thợ săn đại bàng. Bây giờ cái tháp điện quang của mình bắn tới thành này nè. Mình lên trụ đá để mình giữ cái thủ phòng thủ của mình thôi. Nè. Thợ săn đại bàng nè. Thả tướng ra nè. Rồi xong. Wow. Huga đã giành chiến thắng ở hải năm chương 9 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video, Huga sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Xin chào.